Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì vào ngày 13 tháng 12 thì mình có gửi tới các bạn cái dự án là nhận 1.000 token COW cao nha các bạn từ dự án Khandairy. Thì hôm nay mình có nhận được cái thông báo từ dự án là yêu cầu chúng ta là cần điền một cái form để rút cái con token này về quỹ nhé. Thì hiện tại thì trước đây bạn nào tham gia vào cái dự án này thì bây giờ các bạn xem video và làm theo mình nhé. Các bạn điền form theo mình nhé. Thì đây là cái thông tin từ dự án mình mới nhận được hồi khuya hôm qua nha các bạn. Từ hồi khuya thì đây này, yêu cầu chúng ta là cần điền một cái form này này. Thì cái form này nó sẽ mở và nó sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 1 nha các bạn. Cái form này nó sẽ đóng vào ngày 10 tháng 1 năm 2021. Cho nên các bạn bạn nào mà trước đây đã làm tham gia vào dự án này thì các bạn điền form nhanh đi nhé. Ok, thì trước khi vào điền form thì mình thông tin cho anh em một xíu, đó là thì mình vừa mới đăng cái thông tin về cái con token boy này này, token boy này này. Thì trước đây anh em nào mà tham gia cái vào cái dự án nhận 5 token boy ở đã list Hotbit này này thì mà anh em có red á, mọi người nào mà có red á thì bây giờ anh em vào lại con bot nhé. Thì anh em nhấn vào lại con bot này, thì trên con bot anh em ấn vào nút start lại nhé. Mọi người ấn vào nút start lại này thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này này. Sau đó anh em các bạn anh em nhìn ở dưới đây là sẽ có là email address, thì anh em ấn vào nút là email address. Sau đó anh em điền lại cái email mà anh em đã đăng ký trên cái trang web là my.data này, này nha các bạn. Thì mọi người đăng ký trên trước đây mọi người đăng ký email trên my.data này thì đăng ký bằng email nào thì bây giờ các bạn vào bot các bạn điền lại email đó thôi. Thì sau đó thì các bạn đợi nó phân phối về về WeWit cho các bạn thôi nhé. Ok, thì quay trở lại với cái dự án mình hướng dẫn các bạn rút cái con token cow này về. Thì để rút con token thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, các bạn mở cái form ra giúp mình nhé. Ok, trên form thì nó có biểu tượng như thế này này. Ok, thì sau các bạn mở form ra thì các bạn kéo xuống đây, các bạn điền lại email nhé. Ở phần địa chỉ email thì các bạn điền lại email của các bạn này. Tiếp theo đó thì phần submit your Telegram username thì các bạn copy lại, trước đây các bạn khai báo trên bot bằng cái username Telegram nào thì bây giờ các bạn khai báo lại cái username Telegram đó nhé. Đợi mình tới mình quay trở lại với con bot, thì cái link bot và link form mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn dễ tìm nhé. Cao. Ok, con cao này này, đây lên này này. Thì trước đây thì mọi người chắc trên bot của mọi người nó cũng có thông tin như thế này này, nó trên con bot của mọi người nó cũng có thông tin là yêu cầu chúng ta điền form này. Mọi người có thể kiểm tra lại nhé. Thì trước đây các bạn kéo lên đây lại, các bạn trước đây các bạn đã tham gia vào cái dự án đã điền đã khai báo bằng username nào thì bây giờ các bạn điền lại username đó nhé. Các bạn copy lại cái username Telegram của các bạn này. Sau đó các bạn dán vào đây. Thì để kiểm tra chắc ăn hơn thì các bạn đã join vào kênh Telegram của nó chưa thì các bạn ấn vào đường link Telegram của dự án này. Các bạn kiểm tra nhé, xem thử các bạn đã join chưa nhé. Bạn nào mà chưa join thì các bạn không nhận được airdrop đâu nhé. Ok, thì sau khi kiểm tra xong thì các bạn quay trở lại cái form, chúng các bạn kéo xuống đây. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại Twitter, link profile từ Twitter thì các bạn copy lại trước đây, các bạn khai báo trên bot bằng cái username từ Twitter nào ở cái link profile từ Twitter nào thì các bạn điền lại cái link profile từ Twitter đó nhé. Bạn nào mà chưa follow từ Twitter thì có thể ấn vào cái đường link từ Twitter của dự án này này. Các bạn kiểm tra nhé, bạn nào chưa follow thì follow nhé. Sau đó các bạn điền lại cái link profile từ Twitter của các bạn vào đây. Thì các bạn có thể kiểm tra lại tên Twitter của dự án này, các bạn nhấn vào đường link này nè. Đường link Twitter của dự án ấy. Các bạn kiểm tra lại các bạn đã theo dõi chưa nhé. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại form. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là copy and submit your red link. Có nghĩa là cái phần này là nó yêu cầu chúng ta là cần điền lại cái link mà bạn đã chia sẻ trên Twitter ấy. Thì các bạn có thể kiểm tra lại trên bot nhé. Thì trên bot
Hình như lúc trước trên bot là nó không có các bạn ạ. Trên bot là nó không yêu cầu chúng ta là chia sẻ lại cái link đó. Thì về phần này thì các bạn có thể vào phần từ Twitter của nó lại nhé. Các bạn vào cái đường link từ Twitter của dự án lại này. Bây giờ chúng ta chia sẻ và copy lại cũng được. Không sao. Ok, thì ở cái bài nhiều lắm bài thế. Ồ. Trước đây là này là kháng diary, còn này là damage mà. Ủa trước đây nó có yêu cầu chúng ta khai báo Red with link là thích bot tất và submit in. À, cái này nó chỉ yêu cầu chúng ta điền lại link profile thôi, nó không yêu cầu chúng ta là điền lại cái link credit. Thì bây giờ các bạn có thể là kiểm tra lại, các bạn có thể chia sẻ lại nhé. Các bạn kéo lên đây, cái bài viết đầu tiên này này, cái bài viết đầu tiên này này, cái bài viết đã ghim lúc 4 giờ này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, các bạn ấn vào nút trích dẫn từ quýt, cần nghĩa là vote từ quýt á, chúng ta từ quýt là bằng bình luận nhé. Thì các bạn thêm tag thêm ba người bạn vào đây như lúc trước nó yêu cầu thôi. Mình xem follow tiếp, đúng rồi, tắt ba người bạn này, này các bạn tắt ba người bạn qua đây giúp mình nhé. Ok, sau khi tắt ba người bạn xong thì các bạn ấn vào nút từ quýt chúng ta đang là bài viết này. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile, các bạn chọn tiếp là các từ quýt và đã trả lời, các từ quýt và reply á các bạn. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ nhé. Thì để copy được cái link bài viết thì các bạn chọn vào dấu mũi tên lên ở dưới bài viết của các bạn ấy. Sau đó các bạn chọn tiếp là sao chép liên kết đến từ Wix. Chúng ta sao chép lại cái link bài viết này. Sau đó thì các bạn quay trở lại form. Các bạn dán cái link bài viết của các bạn vào đây. Ôi sao tự mất hết rồi. Điện thoại dạo này nó tự lót lại rồi các bạn. Đợi mình tí mình điền lại cái nhé. Bực mình lên. Đợi mình tới mình điền lại cái đã. Ok. Thì sau khi các bạn điền lên bài viết xong thì chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ xong. Chúng ta làm nhiệm vụ sau đó là nó yêu cầu chúng ta là chụp lại ảnh màn hình trên con boss, phần balance trên con boss và tải ảnh lên đây. Thì ở phần này thì các bạn quay trở lại với con boss lúc trước nha. Thì trên con boss lúc trước ấy thì các bạn chọn vào phần này này, chọn vào hình xúc xắc này, sau đó các bạn ấn vào phần status. Đó thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này thôi. Sau đó thì các bạn kéo lên lại tí nhé. Sau đó các bạn copy lại, các bạn chụp lại màn hình cái phần số dư của các bạn này nhé, các bạn chụp lại màn hình. Các bạn chụp lại ảnh màn hình này. Ok. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn ấn vào nút thêm tệp, chúng ta tải cả ảnh màn hình đó lên. Chọn từ từ thiết bị này. Chúng ta tải ảnh đó lên. Các bạn tải lên. Ok, tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là đăng ký một tài khoản trên sàn Tamest và điền lại cái địa chỉ quý ETH trên sàn Tamest, thì nó sau này nó sẽ phân phối con token này về thẳng sàn Tamest cho mọi người luôn nhé. Thì để đăng ký thì trước đây bạn nào mà đã có tài khoản trên sàn Tamest rồi thì các bạn chỉ cần bây giờ đăng nhập lại thôi. Còn bạn nào mà chưa có tài khoản trên sàn Tamest á thì các bạn ấn vào phần Tamest.io này. Các bạn tiến hành đăng ký và copy lại địa chỉ quý nhé. Ở phần sàn Tamest này thì nó không cần yêu cầu KYC đâu, mình có hỏi qua admin rồi. Chúng ta chỉ cần đăng ký và copy lại địa chỉ của ETH thôi. Thì ở trên sàn Tamest.io này các bạn ấn vào nút register này. Sau đó các bạn tiến hành đăng ký một tài khoản thôi. Ở phần đây là username thì các bạn tạo cho mình một cái username. Ở đây thì sàn này mình đã có tài khoản rồi. Còn email thì các bạn điền lại email của các bạn thôi. Mật khẩu này thì các bạn nhập lại mật khẩu. Sau đó các bạn nhập lại mật khẩu.
Tiếp theo đó thì phần country này thì các bạn chọn cho mình là Việt Nam giúp mình. Bạn chọn Việt Nam. Sau đó các bạn tích vào cái ô đồng ý với điều khoản của sàn dưới đây này. Đấy. Sau đó các bạn ấn vào nút submit thôi là các bạn đã đăng ký thành công một tài khoản nhé. Thì sau khi các bạn ấn vào nút submit thì hình như là sẽ có một cái link config nó gửi về Gmail cho các bạn ấy. Các bạn vào bên trong Gmail các bạn lấy link config nhé. Thì sau khi các bạn config xong thì các bạn đăng nhập vào giúp mình luôn. Ở đây mình đã có tài khoản từ trước rồi. Hình như là trên con bot nó cũng lúc trước nó cũng yêu cầu chúng ta là đăng ký tài khoản đó các bạn. Để mình kiểm tra lại trên con bot sao. Thì trước đây chắc bạn nào làm được con bot thì chắc chắn cũng đã đăng ký trên con bot hết rồi. Hình như nhiệm vụ để mình xem nhiệm vụ nó có yêu cầu đăng ký tài khoản trên Tamiết không nha. Hình như là chưa. Hình như là nó không yêu cầu chúng ta đăng ký đâu các bạn. Thì bạn nào mà chưa đăng ký trên tài khoản thì các bạn ấn vào tamiết.io ở trên form ấy. Các bạn ấn vào phần này trên form này, tamiết.io này thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này thôi. Sau đó các bạn đăng ký và các bạn login nhé. Thì sau khi login xong ấy thì các bạn chọn vào phần này giúp mình. Các bạn chọn vào phần dấu ba gạch này ở dưới ở bên góc trên bên tay phải của các bạn ấy. Sau đó các bạn chọn vào phần wallet giúp mình nhé. Các bạn chọn vào phần một wallet, wallet có nghĩa là quý ấy. Các bạn chọn wallet. Ok, sau đó thì các bạn copy lại bên trong phần wallet này, các bạn copy lại cái địa chỉ quý ETH của các bạn giúp mình nhé. Để mình xem, đầy deposit tam này 02525 ETH 025. Ok. Thì trên địa chỉ sàn này này thì ok. Ok thì ở trên cái sàn Tamiết này này, các bạn chọn vào phần giúp mình nhé. Để mình phóng to tới đây này. Các bạn chọn vào phần chỗ ETH này này, các bạn chọn vào phần deposit nhé. Để ví dụ này, trên chỗ con ETH này này, các bạn chọn vào phần deposit. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ quý ETH trên sàn Tamiết này giúp mình nhé. Các bạn copy lại, các bạn ấn vào biểu tượng copy này, chữ copy này này. Chúng ta sao chép lại. Sao chép này. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại form. Các bạn dán cái địa chỉ ETH trên sàn Tamiết của các bạn vào đây. 66. Đợi mình xem mình kiểm tra lại có đúng không nha. Đợi mình để nghiêng này, 66 đúng rồi. Thì sau khi các bạn điền lại địa chỉ với ETH trên sàn xong thì các bạn kiểm tra lại các thông tin mà các bạn đã điền đầy đủ hết chưa nhé. Sau đó thì các bạn kéo xuống đây, các bạn vào nút gửi, chúng ta tiến hành gửi form đi và đợi token được phân phối về sàn cho chúng ta thôi. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn điền form rút con token account này về với sàn Tamiết đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.